cỏ chăn thả. Riêng về chuồng, phải làm chuồng sàn trên cao để ngăn ngừa một số bệnh cho dê, cũng như để đảm bảo vệ sinh môi trường. Là con giống được chọn lọc khá kỹ và đồng đều, đàn dê ở trại phát triển khá tốt. Sau thời gian nuôi khoảng 4 đến 5 tháng tuổi, đã đạt trọng lượng từ 20 đến 22 kg mỗi con. Hôm qua buổi tham quan, tôi thấy rằng như vậy là cái mô hình nuôi dê này là có khả năng phát triển tốt. Vì căn cứ và như vậy là chúng tôi đã được mắt thấy tai nghe về như vậy là cái con dê. Thế mà ăn về cái thức ăn của con dê này thì nó ăn tạm, chứ có đủ điều kiện để cho hội viên nông dân nuôi phát triển kinh tế như vậy là lên năng suất cao. Tại xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, ngoài dê giống Bách Thảo, đoàn tham quan còn được giới thiệu một số giống dê lai được nhập trực tiếp từ Thái Lan về bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Phong. Đó là các giống lai dê Anpin, dê Sanen, là giống có khả năng nuôi thịt do trọng lượng con trưởng thành có thể lên đến 75kg với con đực, 50kg với con cái, lớn hơn hẳn so với giống dê Bách Thảo tại địa phương. Không những tận mắt thấy được những giống dê mới xuất hiện lần đầu tiên ở Đồng Nai, những hộ nông dân còn tìm hiểu được phương cách xây dựng chuồng trại dạng kiên cố theo mẫu của Thái Lan nhằm chăm sóc cho đàn dê được tốt hơn. Qua chuyến tham quan trung tâm khuyến nông Đồng Nai hôm nay đưa đi thăm hai trại dê thì trại của Xuân Lộc thì tôi thấy là trại này là giống dê nội địa lai tạo và đã được coi là thuần hóa ở địa phương. Giống dê này thì không lớn con nhưng mà đã phù hợp với khí hậu ở địa phương. Nếu còn trại của Long Khánh ấy, thì giống dê là mới nhập ở Thái Lan, giống này tôi thấy mới lạ, giống to con dài đòn, sữa nhiều. Và giống dê này có khả năng về cái lượng thịt để cho chất lượng thịt lâu dài là được nhiều. Là những con giống đã được ngành nông nghiệp nước ta cho phép nhập và chứng nhận về vấn đề thú y, nên đàn giống này sẽ là cơ sở để người chăn nuôi cải thiện và nâng cao chất lượng đàn dê địa phương hiện có. Dù đây là nghề chăn nuôi khá hiệu quả, nhưng hiện nay khi cầu đang lớn hơn cung nên giá con giống vẫn còn khá đắt. Dê Bách Thảo từ 4 triệu đồng và dê lai có giá từ hơn 5 đến 8 triệu đồng một con. Nếu không được sự hỗ trợ nào của nhà nước hay ngân hàng, thì người nông dân vẫn còn chưa thể giới tay tới những con giống cao sản này. Sáng giờ thì thấy rằng là cái con dê này có triển vọng, có triển vọng đối với nông dân chúng tôi. Tức là thêm được một cái vật nuôi mà có ích, có lợi cho nông dân và cho xã hội. Tức là con dê nó chỉ dùng là cái thức ăn chính là thực vật cỏ, lá cây. Cái đó cũng là cái mà cái hướng là nông dân chúng tôi thấy rằng có triển vọng. Thì tôi thấy là giống dê cũng rất tốt. Với điều kiện như thế này thì thực ra mà nói thì riêng về cái giống vốn của một hộ nông dân của chúng tôi thì hiện nay là cũng còn vùng sâu vùng xa, cho nên rằng là về cái tiền thì như vậy là cũng hơi bị khó khăn. Nên là đề nghị là trung tâm khuyến nông và nhà nước nếu có kế hoạch hỗ trợ được thì chúng tôi có thể là tiếp tục như vậy là để công tác như vậy này, xin trung tâm là như vậy là cho chúng tôi mua về để phát triển làm kinh tế và nhân rộng cho những cái bà con khác xung quanh. Bà con nông thôn và quý khán giả thân mến, từ năm 2004, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi thuộc Viện Chăn nuôi đã nhập một số dê bò từ Úc về nhằm mục đích thăm dò khả năng thích nghi cũng như xác định sự sinh trưởng của giống dê mới này trong điều kiện địa phương. Trung tâm khuyến nông Đồng Nai đã nhận 80 con về khảo nghiệm tại xí nghiệp bò sữa An Phước. Đến nay, sau hơn 6 tháng khảo nghiệm, đàn dê này đã bắt đầu được đưa ra thị trường qua một chuyến tham quan và chọn giống của một số hộ chăn nuôi. Sau đây là một số hình ảnh của chúng tôi về đàn dê giống mới này. Bước đầu, đàn dê nhập nội này gồm 40 con đực và 40 con cái được nuôi tại nông trại của bà Lý Thị Ngàn ở xí nghiệp bò sữa An Phước. Đàn dê đực có trọng lượng bình quân khoảng 40kg một con và dê cái khoảng 25kg một con. Với phương thức nuôi theo hướng thăm canh,
có sân chơi rộng và chăn thả tự do. Đàn dê tỏ ra phù hợp với điều kiện khí hậu ở Đồng Nai, dù thời gian thích nghi chưa nhiều. Điều mà khảo nghiệm phải tuân thủ là ngoài các loại thức ăn cỏ rơm, thức ăn viên thông thường, đàn dê còn được bổ sung cỏ khô alfalfa của Mỹ, là loại cỏ khô có đến 21% chất đạm. Chỉ sau hơn 6 tháng nuôi, đàn dê đực đạt trọng lượng từ 80 đến 90kg một con, còn dê cái đạt từ 45 đến 50kg một con. Trong số 40 dê cái, đã có 32 con sinh trưởng, trong đó nhiều con sinh đôi, tỷ lệ sống đến 2 tháng tuổi đạt 98%. Theo Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai, giống dê Boer có thể thích nghi với điều kiện khí hậu và tập quán chăm sóc tại địa phương, nên có thể nhân nhanh ra đại trà, nhằm góp phần cải thiện chất lượng giống, nâng cao hiệu quả nghề chăn nuôi dê. Bà con nông thôn và quý khán giả thân mến, ngoài con dê, có một điều không ai ngờ được là với một vật nuôi đặc thù của vùng khô hạn như Bình Thuận hay Ninh Thuận, mà có thể phát triển một cách ổn định trong 4 năm nay tại địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Đó là con cừu ở trại dê cừu ấp Cây Xoài ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Đến lập nghiệp tại đây từ năm 2001, chỉ một năm sau, anh Bế Văn Tiết đã mạnh dạn phát triển nghề nuôi cừu. Ban đầu, do chưa hiểu về loại vật nuôi mới này, anh chỉ dám mua về 20 con. Nhưng chỉ sau đó vài tháng, anh lại mua thêm 20 con nữa. Hiện nay, đàn nuôi cừu của anh đã lên đến khoảng 160 con, chưa kể đã xuất bán gần 70 con trong 2 năm qua. Thực sự, đây là điều gây ngạc nhiên cho nhiều người, bởi tại một nơi không xa khu vực đô thị, con cừu lại có thể sinh trưởng và phát triển không khác gì tại nơi sinh sôi của chúng. Theo anh Tiết, nuôi cừu không khác gì nuôi dê, thậm chí còn dễ hơn. Chủ yếu là có đồng cỏ chăn thả trong mùa mưa và cũng là để dự trữ cỏ cho mùa khô. Vì vậy, với 5 hecta đất canh tác, anh đã dành hầu hết trồng các loại cỏ thông dụng như cỏ sả, cỏ dơi để làm bãi chăn thả cho cừu và dê trong mùa mưa. Còn mùa khô thì cho ăn các loại sơm cỏ khô. Vâng, cái đàn cừu thì nói chung là trong thời gian nuôi thì từ lúc đầu là 40 con, hiện giờ là lên đến 200 con. 200 con thì hiện giờ cũng bán đi như năm, từ đầu năm đến giờ là bán đi được hơn 40 con. Mà cừu đực thì bình quân là giá 28.000 một ký. Còn cừu cái thì khoảng độ 4 triệu rưỡi đến 4 triệu 8 một con cừu tơ. Về vấn đề dịch bệnh trên con cừu, theo kinh nghiệm của một người đã có hơn 3 năm đeo bám, cừu ít bệnh như một số động vật khác, chủ yếu là bị dung lãi và tụ huyết trùng. Khi bị bệnh, chúng lại có biểu hiện khá rõ ràng để người nuôi nhận biết, chứ không giỏi giấu bệnh như dê. Ngoài ra khác với dê, con cừu rất thương con nên tỷ lệ hao hụt cừu con theo mẹ thấp. Qua quá trình nuôi thì nói chung trong 3 năm thì thấy con cừu phát triển rất là tốt. Nó chịu ăn mà nó cũng dễ nuôi. Chăm sóc và phòng bệnh thì cũng dễ. Chăm sóc thì nó chịu ăn mà nó chịu đựng ở cái thời tiết này thì cũng được. Bệnh tật thì ở đây thì bên này thì có trường đại học nông lâm có hỗ trợ về thuốc men mà về kỹ thuật thì nói chung là các thầy cái trường. Không như một số vật nuôi khác, khi đã phát triển được thì gặp vướng mắc về đầu ra. Đối với cừu hiện nay thì ngược lại, với sản lượng của anh Tiết và kể cả nguồn từ Ninh Thuận đưa vào, hiện không đủ cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, chưa kể đến nhu cầu ở các tỉnh khác mà chưa ai dám mở rộng. Với giá bán cừu thịt bình quân 28.000 đồng một ký hơi, cừu cho người nuôi khoản thu nhập tương đối khá, nếu không nói là còn cao hơn một số vật nuôi khác, mà chi phí chăn nuôi thì thấp hơn nhiều. Với cái kinh nghiệm mà chăn nuôi với dê và cừu của anh Tiết, thì đây cũng là một cái thực tế để chứng minh rằng dê và nhất là đối với cừu là có khả năng là phát triển trên địa bàn ở tỉnh Đồng Nai. Với cái tốc độ phát triển như điều kiện của anh Tiết đã nuôi ở trên địa bàn của huyện cũ thì tôi thấy rằng xét về mặt cái điều kiện về môi trường thì cũng như là các yếu tố khác có liên quan đến cái sự phát triển chăn nuôi dê cũng như cừu thì trước đây về ngành thì cũng rất là lo ngại là bị cái cừu là một cái loại vật nuôi
mà người ta chỉ nói rằng có khả năng phát triển ở những cái tỉnh khô như là Ninh Thuận, Bình Thuận. Nhưng mà với cái thời gian nuôi khoảng 3 năm của anh Tiếp trên cái địa bàn của huyện Cù thì tôi thấy rằng là cũng khẳng định được một điều là Cù có khả năng phát triển rất tốt ở trong địa bàn của tỉnh Đồng Nai. Và với một cái chương trình phát triển Cù thì đẩy được cái chương trình phát triển Cù mình lên thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho bà con nông dân, nhất là việc tận dụng được cái nuôi dê, nuôi cừu ở các cái tán rừng. Đó là một cái nguồn tài nguyên mà hầu như là trong thời gian vừa qua chúng ta chưa khai thác hết. Bà con nông thôn và quý khán giả thân mến, những thông tin trên là một vài ghi nhận của chúng tôi đối với hai loài vật nuôi mới ở Đồng Nai. Cần biết thêm chi tiết hoặc muốn mua các giống mới này, bà con và quý khán giả có thể liên hệ với Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai để được hướng dẫn chi tiết. Chuyên đề sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.